Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ màn hình OLED Pro dành cho chiếc Camry 2.0. Thì đây là chiếc màn hình 10 inch được gắn lên màn hình 2.0 2019. Thì bác chủ xe lên thêm bộ camera 360 OLED Pro luôn, combo một bộ luôn. Đây, như bác nhìn thấy đây, tản xi nhan này. Thì bộ cam AHD này thì nó có tích hợp là một trong những camera nét nhất trên thị trường tới thời điểm hiện tại. Thì chiếc camera này, như các bác nhìn thấy đây, em có thể bấm ở trên được màn hình luôn, xem được trực tiếp. Đó, như các bác nhìn thấy đây, rất là nét. Trước này, hông này, sau này. Đó, nhìn thấy rất là nét luôn. Hình ảnh rất là đẹp. Xem được các video. Tức là chiếc camera này nó có tính năng là ghi hình luôn. Đó, ok. Và bấm ưu tiên là cái tính năng này nó đi vào khi anh em đi vào ngõ nhỏ nhé, thì cả hai cam hông nó sẽ hiện lên. Đó, hai cam hông này giúp cho anh em lái xe dễ dàng hơn. Đó, tính năng này rất hay. Thì ngoài ra màn hình OLED Pro này có cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64, cắm SIM 4G, đặc biệt là có âm thanh DSP. Em nhìn thấy đây, có cả trợ lý ảo, YouTube chạy ẩn, anh làm thêm bộ này nữa anh ạ, Cruise Control nữa tiện. Chúng thay cả cái này Đúng rồi, đúng rồi, bọn em phải phải có có, em có bao luôn rồi. tiền Bộ đấy nó khoảng 3 triệu anh ạ, hơn 3 triệu tí. cả cái này đi, Đúng cái rồi, cậy thay ra thay hết thôi, thay hết bộ này, thế còn thay hết bộ này này này, lấy tích hợp chuyển số nữa, đó. lấy chuyển số Lấy mua chuyển số thì cái đấy cũng có, nhưng mà lấy chuyển số thì anh phải đặt, còn đâu cái bộ này thì bọn em có sẵn này, năm nay không lắp cũng hơi lâu rồi anh ạ, tiếng hơn tiếng, được hôm nào 2 tiếng, 3 triệu mấy khoảng 3,2 triệu anh ạ. nguyên nguyên bản của nó nhỉ, Nguyên nguyên bản luôn anh, thay truyền thay vào mà ấy thôi, mà thay cái bộ này này, bên này phím bấm bên này giống như kiểu con 2.5 đấy anh, phím bên này đúng biết không rồi, đấy. 3,2 triệu, Vâng, cậy cái này ra nó đúng rồi, nhấc chính ra, xác, nhấc ra đây, thay, nhấc bấm cái này chắc ra. thôi mà mất lâu đấy á. Vâng, nó còn phải kết nối với CMU nữa anh. Đấy, anh em nhìn thấy đây, đây là chiếc màn hình này. Cái này thì nó có YouTube chạy ẩn này, trợ lý này, hôm nay bạn có khỏe không? Đã xảy ra lỗi, xin vui lòng thử lại. À, mạng đang kém. Hôm nay khắc phục này. Tài khoản. Vâng, và chiếc xe đã yêu cầu tài khoản và em đã nhập tài khoản rồi. Thì thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào? Hôm nay 32 độ và có mây vài nơi. Okay. Bạn đã ăn cơm chưa? Tôi chưa có ăn đâu. Đấy là vào cái gì đấy? Cái trợ lý ảo anh ạ. Mời bà hát duyên phận. Ok, đây là duyên phận biết chuẩn trên YouTube. Ok. Hôm nay ăn gì thì ngon? Cái này hay này anh này. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá.